em có hai con kim một luôn nha. À, một xanh một đỏ. À, cho anh em thích chơi con nào chơi. Con này thì người ta dọn lại rồi. À, người ta dọn lại trơn anh em ha. Cái nha, mình đi cà phê nó độc lạ anh em nha. Đó, ghim không có đề gì chân đạp không. Tốn ta tiền mua xe ghim mà lại khởi động bằng cơm. Con này em bao hồ sơ nha. Con này em bán bao tranh chấp, bao an ninh cho anh em. Tức là bao về pháp lý ha. Hợp pháp hợp lệ, không tranh chấp, không trộm cắp, hải quan chính ngạch. Con này đi lét hai tầng. Đó, mình có sự lựa chọn chứ. Con này thì nó zin. Con này thì dọn. Zin mà đối với là zin sơn si rồi phụ kiện thôi nha anh em. Chứ máy không zin đâu. Tại vì mấy cái dòng này nó cổ dữ rồi. Đó anh em chộp nè. Một chữ cái và bốn số ha. Rất là cổ. Đó zin là cái kiểu như là sơn si này kia đâu. Đó đồ đặc phụ kiện rồi nó. Nè, sơn sườn này kia đâu. Nó zin thôi chứ không có mà máy zin luôn đâu. Đầu nòng này với đầu nó còn hết trơn à, sơn zin đó. Con này bô 1985 luôn à, con này thì bô 2543. Để lên máy cho anh em nha. Giữa con xe cái này đậu lâu quá, ổng gài đậu không có chạy. Con này về cũng lâu rồi đó. Giữa con xe mười mấy cũ và con xe hai mấy cũ nó khác nhau nha anh em. Con này thì mười mấy cũ thôi. Con này rẻ hơn con kia cả chục cũ nha. Đó, tiền là của nấy ha. Rồi dẹt con này quăng bên đi, tới con này nè. Rồi, anh em muốn chọn con nào chọn, về chỗ em thì kiểu gì anh em cũng có. Xém nữa là bấm nút đề đó nha. Anh em về thử đi, nhiều khi em nói anh em này nó nốt khoát, anh em cứ quên hoài đó, bảo đảm luôn. Nói chung đối với mấy cái xe này á, máy nó đã làm rồi. Mình về mình làm lại thì theo ý mình thì nó không nhiêu tiền đâu. Một máy bây giờ nó thật sự với anh em chứ, nếu mà làm đúng thợ đúng tiền luôn thì nó tầm cỡ 2 triệu hoặc triệu ngoài là kêu là xịn sò rồi. Đó. Nhưng mà nó mắc hơn nhiều là do về cái độ zin, cái độ hoài cổ thôi. Chứ máy thì giờ anh em con này anh em muốn làm zin con này thì không nhiêu, đưa ra thợ về zin hết canh chỉnh ngon lành á. Là nó vậy thôi. Sơn kia nó chạy chỉ nè. Sơn thì nếu sơn zin mà ở những cái nơi mà nó không có tiếp xúc nhiều á, nó rất là đỏ luôn. Còn những cái nơi mà nó tiếp xúc nhiều nó bị lướt gió ra nè. Đó, nó bạc luôn. Nó bạc nè. Rồi, cái đó thì có mười mấy cũ rồi. Cái này thì hai mấy cũ rồi. Anh em có đam mê thì liên hệ em thích cho anh em nha. Thôi em báo giá cụ thể luôn đi. Con này 24 năm nha. Con này thì 14 năm. Hai con trên nhau chục cũ á. Đó, anh em thích con nào thì cứ liên hệ với mấy đứa nó nha. Liên hệ với thằng Trắng với thằng Sang để nó tư vấn cho. Rồi cảm ơn em nha. Bữa nay nhân ngày 19 tháng 1. Em chúc đàn ông của chúng ta vui khỏe, hạnh phúc và thành đạt.